Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do hạ nghị sĩ Đảng Duy Tân Nhật Bản Masayuki Akagi dẫn đầu đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường bày tỏ niềm vui trước mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản nói chung, thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Nhật Bản nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp. Trên quá trình xây dựng đô thị thông minh, lãnh đạo thành phố cho biết luôn chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cảm ơn sự tiếp đón, ông Masayuki Akagi đánh giá cao vai trò và tiềm năng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và cho biết đoàn doanh nghiệp đến thành phố lần này sẽ tập trung vào việc tìm hiểu thị trường bất động sản và năng lượng tái tạo. Ông Masayuki Akagi mong muốn thành phố sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư kinh doanh thuận lợi.